Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay trong mỗi gia đình đều có ít nhất 2 đến 3 thiết bị điện gia dụng. Và chúng ta cũng thấy rằng những thiết bị này đã giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tiện ích hơn rất nhiều. Vâng, còn đối với chị em phụ nữ như chúng ta thì các thiết bị điện gia dụng trong gia đình còn giúp cho việc làm việc nhà ngày càng trở nên nhanh gọn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, song song cùng với những lợi ích mà Thúy Vy và Hương Thanh vừa mới nhắc đến thì chắc chắn rằng một nỗi lo của không ít gia đình và các bà nội trợ đó chính là hóa đơn tiền điện mỗi tháng. Vâng, Hương Thanh cũng đang suy nghĩ đến điều này đó Thúy Vy ạ. Có rất là nhiều gia đình họ cảm thấy bàng hoàng khi nhận hóa đơn tiền điện phải trả trong tháng đó của mình. Nguyên nhân là do quý vị và các bạn đã sử dụng những thiết bị điện này không đúng cách. Và những sai lầm đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Những thiết bị điện hiện nay có thể tiết kiệm từ 10 đến 23% điện năng tiêu thụ so với trước đây. Tuy nhiên, nếu áp dụng triệt để các giải pháp sau, cũng có thể tiết kiệm điện hơn nữa. Đầu tiên là tủ lạnh. Hiện nay, tủ lạnh được 90% các hộ gia đình sử dụng để bảo quản thực phẩm, thức ăn tươi ngon, an toàn. Tuy nhiên, do một số sai lầm trong quá trình sử dụng nên khiến tủ lạnh rất hao điện. Để giải quyết vấn đề này, các bạn cần lưu ý không mở tủ lạnh trừ trường hợp thật cần thiết. Nên đặt tủ lạnh nơi thoáng gió, vì trong môi trường nhiệt độ cao, bí gió sẽ làm chậm quá trình tản nhiệt, điện tiêu hao sẽ lớn. Không đặt tủ lạnh gần các vật phát nhiệt như bếp ga, bếp lò, v.v. hay ánh mặt trời chiếu vào để tránh thất thoát năng suất lạnh, hao điện. Nên để nguội thức ăn bên ngoài trước khi cho vào tủ lạnh. Thường xuyên vệ sinh lau bụi bặm phía sau tủ lạnh để tạo thông thoáng cho quá trình tản nhiệt. Một trong những thiết bị điện gia dụng nữa phổ biến hiện nay là TV. Nhiều dòng TV mới ra đời mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng, nhưng kéo theo đó là hóa đơn tiền điện hàng tháng cũng tăng theo. Lý do vì người dùng chưa hoàn toàn biết cách sử dụng, chẳng hạn như thường xuyên để màn hình ở chế độ sáng quá hoặc chọn kích cỡ TV quá to càng tốn điện. Và còn nhiều trường hợp bật TV liên tục dù không có nhu cầu theo dõi. Chính những cách sử dụng như thế này khiến TV rút ngắn tuổi thọ mà còn làm tiêu hao một lượng điện năng không hề nhỏ. Đối với các thiết bị chiếu sáng, nên thay thế đèn sợi đốt bằng các loại đèn có hiệu suất cao như đèn compact, đèn tiếp, đèn chữ U sẽ tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn. Ngoài ra, nếu gia đình bạn đang sử dụng đèn huỳnh quang T10 thì hãy thay thế bằng các loại bóng huỳnh quang khác như T8 hay T5. Sử dụng chấn lưu điện tử thay cho chấn lưu sắc tự. Lựa chọn loại máng đèn có khả năng phản xạ tốt và phù hợp với mục đích sử dụng. Luyện tập thói quen tắt đèn mỗi khi ra khỏi phòng, nhất là đối với trẻ nhỏ. Theo cái nghiên cứu của khoa học thì nếu như một người mẹ mà bị nhiễm HIV mà không điều trị dự phòng lây truyền HIV theo cái chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thì có thể có khoảng